hai anh em đấy anh ạ. Kiểu mà làm cái đéo gì mà lại có cái nó căng căng thẳng đấy. Đéo biết đâu anh em mình chơi một tí thì mẹ tôi gì ấy rồi. Cái đéo thì chạm đi, cái đéo thì mình cũng chỉ nghe lo thoáng, đang nghe lo thoáng, thoáng nghe câu giả vui. Câu chuyện là như này. Thịt lợn đi sang mời mâm bên kia. Xong rồi đéo biết là ông nào nói ấy. Thế là con chàm mi nó lại bảo lợn là anh bảo em là gặp em ở Tinh Quang xe rượu rồi anh đưa em về nhà nghỉ chắc đi địt nó. Thế là địt mẹ hình lợn, đéo biết thì lại bức xúc thì lại nhắn tin cho mình là nó bảo anh như thế thì bảo mình em biết đéo đâu, em cứ ở đấy đéo đâu cho anh em đi hát thì lợn ở đấy uống rượu với anh đấy. Thế là mình kể lại tự dưng ông anh em mình gần mẹ thêm một ông hai ông nữa thôi.